Xin chào quý các bạn, hiện tại thì Đức Anh đang có mặt tại showroom 45 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì trong video này xin mời quý các bạn hãy cùng theo chân Đức Anh đi lắp đặt một bộ dàn cho gia đình. Tuy nhiên đây không phải là một bộ dàn karaoke mà ngày hôm nay sẽ là thực hiện một bộ dàn xem phim nghe nhạc rất là VIP. Và hiện tại thì cái bộ dàn này với cấu hình như này thì có cái mức đầu tư trên dưới khoảng 100 triệu đồng. Và ngày hôm nay thì xin mời quý các bạn hãy cùng theo chân Đức Anh vượt quãng đường khoảng hơn 100 cây số xuống nhà anh Vững tại thành phố Hạ Long để cùng lắp đặt cũng như là trải nghiệm âm thanh xem phim nghe nhạc trên bộ dàn gần như là full của thương hiệu Calip và Đờ Lông ngày hôm nay. Vâng, trước mặt các bạn chính là mẫu Calip RP8000F. Đây là một mẫu loa rất là đẳng cấp của thương hiệu Calip. Vỏ ngoài thì được làm bằng vật liệu gỗ MDF này và được sơn màu One Loop, màu gỗ ốc chó rất là đẹp. Đó. Phía trước thì chắc chắn các bạn có thể thấy được là nó rất là nổi trội rồi đúng không ạ? Đó. Với hệ thống 3 loa, 2 đường tiếng. Đương nhiên là đối với mẫu RP8000F này thì nó cũng có một cái tấm mica bằng vải để bảo vệ cho củ bát cũng như củ chép bên trong và nó được hút từ tính. Trong bộ dàn ngày hôm nay sẽ sử dụng một cái cặp loa surround và đây là một trong những phiên bản rất là cao cấp của thương hiệu Calip mẫu RP502S. Với phiên bản loa surround này thì quý bạn có thể thấy được là về cái thiết kế nó sẽ có xu hướng là theo kiểu hình tam giác đúng không ạ? Đó, rất là phát, rất là đẹp. Nước sử dụng vẫn là nước sơn màu One Loop, màu gỗ ốc chó đặc trưng. Và thiết kế nó sẽ bao gồm hai loa chép với cái đường kính là 2,54cm và sử dụng màng là titanium, kết cấu LTS đặc trưng và sử dụng hai loa mid bass. Đường kính của hai loa mid bass này nó sẽ đạt khoảng tầm 13,3cm và màng phủ đồng rất là đẹp, và đây là một trong những cái điểm nổi bật của tất cả những dòng loa đến từ thương hiệu Calip. Mẫu loa center đẳng cấp của thương hiệu Calip và đây là mẫu loa RP504C. Thiết kế rất là đẹp và vẫn sử dụng cái tông màu gỗ ốc chó hay màu One Loop này. Phía trước được thiết kế bao gồm 5 loa. Đó. Và là thiết kế 2 đường tiếng, 5 loa 2 đường tiếng với một loa chính giữa là một loa chép có đường kính là 2,54cm và vẫn sử dụng cái màng titanium kết cấu LTS rất là đặc trưng của thương hiệu Calip. Ngoài ra thì nó có tới 4 loa mid bass có đường kính là 13,3cm đó, và có đưa ra cái mức công suất hoạt động liên tục là 50W và đạt công suất cực đại là 600W. Và trong bộ dàn ngày hôm nay để tăng thêm những cái file hành động mạnh, tiếng súp mạnh, tiếng bass hay thì kết hợp thêm một mẫu súp bass 30 dòng súp điện của Calip mẫu FPL120 với thiết kế rất là đẹp đấy ạ. Vỏ màu đen rất là đẹp và đồng bộ. Và đây là mẫu âm ly mà được sử dụng trong bộ dàn xem phim nghe nhạc ngày hôm nay. Đây là dòng sản phẩm cực kỳ cao cấp của thương hiệu Đờ Lông, mẫu AVR4000X4500H. Phía trước thì được thiết kế khá là đơn giản với một cái màn hình LCD để hiển thị này và hai cái phần triết áp để có thể tăng giảm cũng như là chọn đầu vào. Đây là dòng âm ly với cái đường ra là 11.2 như các bạn có thể thấy ngay, và cái mức công suất của nó là 9 kênh nhân với 200W ở đây đó. Và chúng ta sẽ thấy được nó được tích hợp rất là nhiều các công nghệ hiện đại như là kết nối Bluetooth này, kết nối AirPlay chuẩn 2 cao nhất và hỗ trợ xem phim là chuẩn 4K đấy. Và có tới 8 đường in và 3 đường out bằng HDMI. Get that gun working! Crawlers on airtight, this is no shit!
Như vậy là chúng tôi đã hoàn thiện cho gia đình nhà anh Vững bộ dàn xem phim nghe nhạc 9.2. À, bộ dàn thì anh đã có thêm cho mình một chiếc súp cũng như là 4 chiếc loa âm trần. Thế nên là kết cấu của bộ dàn nó giống như một trong một hệ thống đạp chiếu phim. À, chất lượng âm thanh thì quý các bạn đã vừa được cảm nhận. À, tổng bộ dàn, giá trị của bộ dàn này thì ước tính rơi khoảng tầm 100 triệu đồng. Nếu như quý các bạn nào mà quan tâm cũng như là đang muốn thiết kế thành thi công một bộ một căn phòng trở thành một căn phòng xem phim, nghe nhạc cũng như để hát karaoke thì có thể liên hệ trực tiếp tới số tổng đài 19000255 của Bảo Châu Lex hoặc truy cập website baochaulex.com để được tư vấn tất cả những băn khoăn của bạn cũng như là tư vấn thiết kế, thi công tất cả các công trình. Cảm ơn quý các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Hãy ấn like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý các bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Lex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!